cái này á là bây giờ á là bây giờ á đây là quà đám hỏi của mọi người tặng cho hai chồng ái. À, quà trong thùng á thì có thể xài không, tạm thời thì phải lấy ra xài liền, không được để qua đám hỏi đám cưới, không được qua đám cưới, không để được qua đám cưới xài, không được qua đám cưới xài. Đúng rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là phải chụp hình lại cho mọi người coi. Giờ cái này khui sau nha, cái này khui trước. Giờ khui đi. Thôi cái này đi, cái này đi, cái này đi. Cái này mới vui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cái này là sợi dây chuyền hình con cóc trị giá 1.000 USD. À, ở Phú Quốc không? Ủa, tao thấy mày mua chợ Kim Biên mà. Rồi bây giờ chú giải ra cho cô bầu chú dâu đi. Coi nè nha, coi con cóc nó vớt xuống dưới này nha. Không có ngắn, không có ngắn. Đặc biệt là cái này là khui là phải sử dụng liền nha. Có đeo được không vậy ông? Bởi cứ mà hồi trong bóng tối không à. Mốt làm gì trong tối cho phải làm gì trong tay. Cái gì chứ mà đeo là ngái sẵn sàng à. Ủa giấc gì vậy? Cái này nhớ một bộ... cốc đó nha. Dạ. Cái hạt cốc. Bây giờ mở đi. Cái này. Em nói, cái này là cô dâu như vậy phải hứa, xin hứa là sử dụng liền không được. Hứa đi. Hứa đi. Má bể thùng mình rồi. Hứa đi, hứa đi. Hứa. Hứa. Là nhận món quà đó. Trước á. Nhận món quà này liền là phải được sử dụng liền, không được để qua đám cưới. Ăn. Rồi chúng đi trước anh đi. Mấy tiếng ăn ơi. Anh xin phép là nhận món quà này. Hai vợ chồng. Anh dạ sẽ sử dụng liền. À. Được rồi. Không để qua đám cưới. Rồi. Để qua đám cưới hai chồng thành hai chồng. Ai ai cắt. Rồi, tháo đi, tháo đi. Cái này là cái này là cái bông của mọi người. Của mọi người á là cắt từng cái bông luôn đó. Giờ để ập lại đi, để không đừng lấy. Để ập lại, để ập lại, để ập lại, để ập lại đó. Tên chữ nó đi, nó đào cao một phút rồi. Mẹ bài nó đào một phút rồi. Không có đụng tay vô, không có ai đụng tay vô, tao xé kệ người ta. Đứng đây. Mình đứng xa xa ra. Đứng xa xa ra nó đổ kìa. Đứng xa xa ra nó nổ. Ai ai, anh không biết nha. Này không phải thùng bonin đâu nha, mà là thùng natri clorua. Im đi. Mày im đi. Lấy một lớp da trước, lấy một lớp này da trước đi. Lấy rồi. Chị vậy? Cái này nó trời ơi cái này. Thôi dậy ra đi, để vợ chồng tao mấy. Cái chứ vậy? Anh thấy rồi. Đụng vô mà, đụng vô hoài. Đúng rồi đó.
lấy cái thùng khác, lấy cái thùng khác bỏ vô. Lấy cái này nữa nha. Cái gì vậy? Ồ, lấy chồng gì vậy? Đáng lẽ là đâu phải đối cái này em lấy luôn đi á. Cái này lấy. Tay kìa, tay kìa, lấy lại. Vậy là nó không kiếm tiền chứ không kiếm cái khác. Lấy ra từ khác. Lấy ra từng cái đi. Nè bây giờ lấy ra bỏ qua bên đi. Lấy ra rồi bỏ qua bên. Nào lấy được rồi bỏ qua bên. Cái này lấy. Cái này lấy quay cận cảnh. Quay cận cảnh. Mà cái này em ơi. Anh mới đụng á. Anh mới đụng. Anh mới đụng. Anh mới đụng. Đụng vô cầm lên. Cầm lên. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Sử dụng luôn. Sử dụng. Quay quay hiểu lên. Quay hiểu lên. Rồi mời tới đây mời tới đây. Sử dụng liền, sử dụng liền nha. Em mở cái này nè em. Lấy ra nha. Cái này mình xài thì cầm lên vậy. Đây là Diana Cool Quiz. Cái này là dành cho ban ngày. Còn cái này dành cho ban đêm. Cậu biết luôn. Cái nào thấy rồi lấy bỏ ra nha. Chưa đâu, chưa đâu. Lấy cho. Mở nào lấy ra cái đó đi nha. Bây giờ không bỏ ra nữa nè. Bây giờ người nào mò ra cái nào lấy cái đó nha. Bây giờ mò được cái nào lấy cái đó nha. Để lắm tiền. Một nam một nữ nha nè. Quay ra ngoài, ra ngoài. Quay ra ngoài, một nam một nữ. Đó, một nam một nữ đó thấy không? Rồi tiếp đi. Tiếp. Ê cái này. Bạn chạy đánh răng. Ý lụm tiền. Lụm tiền. Thôi tham quá lụm tiền đâu mà. Lụm tiền anh ơi, có còn tiền không? Sao còn ai không? Cho bạn xài cả năm. Lụm vô. Lụm vô. Bỏ cho kỹ nha, nhiều lắm đó. Trời ơi. Nam. Mày méo gì vậy? Ém cái gì vậy? Trời chị mời là tôi xong rồi đó. Rồi hết rồi. Bây giờ đếm tiền đi, bây giờ đếm tiền đi. Còn tiền nữa kìa. Còn nữa kìa, tiền còn kìa. Còn tiền kìa. Lấy đường mà. Ủa, không đóng rồi, tới đường xây ít lần hả? Đếm coi, đếm coi. Có ý nghĩa lắm nha. Người ta sẽ hết mà đưa xây là sao xài? Gì tiền không có cảnh. Còn nè, còn nó 95 cuộc đời. 95 năm. Là mấy tờ? Mấy tờ? 100 năm hạnh phúc không? Đúng rồi. Lúc này là 100 năm hạnh phúc.
Rồi bỏ quà vô thùng đi. Quà tặng. Bỏ quà vô thùng đi. Lắm tiền. Bỏ quà vô, bỏ quà vô. Bye bye.